Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. Kính thưa đại chúng, lúc Đức Thế Tôn sắp sửa nhập Niết Bàn, con Sudabha đến gặp Đức Thế Tôn và nói như sau: Bạch Ngài Cù Đàm, các tôn giáo khác có cái phương thức để dẫn tới đào tạo ra các vị thánh quả hay không? Đức Phật rất từ bi. Ngài nói như sau: Như Lai không muốn bàn tới các tôn giáo khác. Như Lai chỉ nói trong giáo pháp của Như Lai. Ngày nào còn có người thực hành miên mật bát thánh đạo hay là thập thánh đạo, là con đường của bậc thánh. Ngày nào còn có những con người thực hiện con đường của bậc thánh thì ngày ấy vẫn còn các bậc thánh ra đời. Có nghĩa là ngày nào nếu chúng ta vẫn còn thực hành bát thánh đạo thì ngày ấy chúng ta đang trên con đường để chuyển hóa thân tâm để trở thành bậc thánh. Kính thưa đại chúng, thông thường phổ thông trong cả ngàn năm nay, khi nói tới con đường thánh đạo, con đường thánh thì người ta đều nói tới tám chi phần, tức là bát thánh đạo. Và thường thường người ta dịch là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Đó là thông thường phổ thông người ta đều nói như vậy. Nhưng thực sự khi áp dụng con đường thánh đạo, con đường dẫn tới bậc thánh vào trong thực tế, thì chữ Samma mà Đức Phật dùng ở trong bát thánh đạo có ý nghĩa rộng hơn. Samma có nghĩa là phù hợp, hài hòa. Hài hòa là sao thưa chư vị? Hài hòa là đúng lúc, đúng thời, đúng việc, đúng người, đúng chỗ, đúng cường độ, đúng nội dung. Có nghĩa là cái thấy nó phải thấy đúng trong cái bối cảnh, con người, không gian, thời gian. Nó không ra ngoài cái định luật ấy. Chánh ngữ cũng vậy, khi nói lời nói phải lời mình,
lời người vừa đúng trong không gian thời gian đó. Tức là nói với tâm cao thượng, mục đích chính vẫn là lợi mình, lợi người. Cho nên dẫu là Bát Thánh Đạo hay Thập Thánh Đạo, nó không chỉ là phương tiện để đưa người sang sông mê. Và kính thưa chư vị, Đức Thế Tôn đã nói rất rõ, pháp của ta như bè giúp cho các ngươi qua sông. Pháp của ta không phải là để cho các ngươi nắm bắt. Đi qua sông thì cần bè, nhưng không có cái gì vô duyên hơn là sau khi qua được bên bờ kia rồi, để đi tiếp hành trình thì là tiếp tục đội cái bè đó trên đầu để đi nữa. Chuyện đó là vô minh. Thế tại sao Đức Thế Tôn lại đưa ra cái 8 yếu tố hay là 8 chi phần thánh đạo, con đường giải thoát, hay là 10 chi phần? 8 hay 10 cũng thế thôi, kính thưa chư vị. Cái điều quan trọng ở đây là Đức Thế Tôn nói cho biết cốt lõi của Đạo Phật. Cốt lõi của Đạo Phật là cái gì đấy, thưa chư vị? Cốt lõi của Đạo Phật là sự phản ứng một cách vô thức trên những sự xúc cảm của nội ngoại, nội thân ngoại thân, vì vô minh và tham ái. Phản tất thế thôi. Và kính thưa chư vị, tại sao ta lại phản ứng? Tại vì hàng ngày với cái thân này, chúng ta đều chịu áp lực bởi ba điều: ánh sáng, âm thanh, mùi vị. Và lấy cái thí dụ, những cái gì chúng ta nhận biết qua mắt chẳng qua là ba màu thôi: xanh lá cây, màu xanh và màu đỏ. Nhưng nếu kết hợp ba màu ấy thì nó với cường độ khác nhau, nó tạo ra nhiều màu khác nhau. Và con mắt thực sự ra, kính thưa chư vị, nó không nhìn được cha mẹ ông bà đâu. Cái não nó mới nhận diện ra đây là cha mẹ ông bà. Nên là con mắt là chỉ là cửa sổ thôi, nó nhận diện được ba màu, nó thọ nhận được sự rung động của ba màu đó. Tại vì ba màu có cái tần sóng rõ ràng, tần sóng như thế là xanh, tần sóng như thế là đỏ, tần sóng như thế là xanh lá. Và chỉ có ba màu ấy mà khi pha chế cường độ khác nhau sinh ra cả hàng triệu màu. Con mắt chúng ta chỉ phân biệt được màu, chứ không phân biệt được cha, mẹ, vợ, chồng, chó, mèo, không phân biệt được đâu. Đức Phật dạy và khoa học nó cũng đã chứng minh như thế. Thế thì cái gì làm cho ta nhìn được, kính thưa chư vị? Chính là cái não. Cái não nó có những bộ nhớ, và vì nó nhớ cho nên nó biết trong ấy có xúc cảm, có cảm thọ, cho nên nó biết đây là cha, đây là chồng, đây là con, đây là nhà, đây là chó, kia là mèo. Thế thì những cái ta thấy thực sự nó qua một cái tiến trình. Ánh sáng, cái chùm ánh sáng nó đi vào trong mắt, và mắt có những dây thần kinh nó phản ứng trở lại. Nếu ta không có tu học, ta phản ứng theo cảm xúc thì lập tức nó đưa lên não, và não phân biệt theo sự cảm xúc đưa tới thọ lạc, thọ khổ, tức là buồn hay vui. Dĩ nhiên, kính thưa chư vị, cha chết thì chắc chắn là không bao giờ vui, chồng chết cũng có khi vui chứ. Ví dụ tối ngày ông quấn bên ngoài nhá, không mà tới chừng ông chết thì mình cũng mừng đó. Mừng là thôi không bị đánh đòn nữa. Đấy, cho nên có phản ứng hết ạ. Những cái gì mình phản ứng nơi não, chứ không phải phản ứng nơi mắt, hay phản ứng nơi địa ngục bên ngoài. Địa ngục bên ngoài nó thay đổi, nhưng mà nếu cái tâm ta không thay đổi thì không ăn thua gì. Những cái gì ta thấy nơi mắt đưa vào trong não, và não nó ghi nhận từ nhỏ tới lớn, cho nên nó tạo thành bức hình: đây là con chó, kia là con mèo.
Tức là tự ta đặt tên, tự ta cảm xúc, tự ta cảm thọ, rồi á ta sinh ra định kiến. Bởi thế ở trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Ngàn, khi Đức Thế Tôn nói chuyện với ông Bà Hy Gia, ông nói bạch Đức Thế Tôn, con sắp chết rồi, xin Ngài từ bi chỉ cho con cách nào để con có thể tu tập thoát ra khỏi cái sanh tử ưu bi phiền não này. Đức Thế Tôn nhân cơ hội đó, Ngài mới nói như thế này, sau hai lần từ chối, tới lần thứ ba thì ông đón ngay cửa phòng á, lúc mà Đức Thế Tôn chưa kịp đi đâu hết, vừa mới đắp y xong, đẩy cửa ra thì đã thấy ông quỳ trước rồi. Và ông xin năn nỉ Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn từ bi mới nói ông như thế này: này ông Bahiya, nếu thực sự ông quả tâm muốn tu thoát đi sinh tử luân hồi, thì nay Như Lai nói cho ông nghe, ông hãy quán chiếu như sau. Ông hãy quán chiếu như sau, tức là chúng ta phải quán xét, chúng ta phải dùng cái chật giác chi ở trong Thất Bồ Đề Phần đấy, chúng ta phải quán xét. Quán xét cái gì? Quán xét trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái ngửi chỉ có cái ngửi, vân vân vân, và trong cái suy nghĩ chỉ có cái suy nghĩ. Trong ấy không có ta, không có ông, mà vì không có ông, cho nên không có ông đời này và không có ông đời sau. Nếu đã không có cái ta, tức là vô ngã, thì đời này còn không có thì làm sao có đời sau? Có nghĩa là chấm dứt sinh tử. Khi ta còn chấp rằng ta có thật, cảnh giới có thật, cha mẹ vợ chồng anh chị em đều có thật, cho nên á ta mới khởi tâm tham ái. Cái tâm nó lạ lắm quý vị, miệng thì nói con từ bỏ, nhưng cái tâm nó không từ bỏ được đâu. Nó thấy tự nhiên nó dính mắc, nó muốn cho ta dính mắc, và vì như vậy tiếp tục tái sanh, rất là khổ não. Thế thì nói chung lại, những cái ta đã thấy không quan trọng, mà cái sự thấy, tức là tiến trình của sự nhận biết của cái vật ấy, của đề mục ấy, hay của sự thấy, lại là quan trọng. Quý vị nghe có vẻ lùng bùng quá rồi phải không? Rất là phức tạp phải không? Nhưng mà bây giờ cứ lấy một cái thí dụ đi. Thí dụ như bây giờ làm sao quý vị nhận biết cái cây? Nó giống như cái máy chụp hình đó, nó đưa vào trong cái phim thì nó lộn ngược lại, và cái não nó điều khiển cái hình để cho ta có cảm giác. Cảm giác thôi chứ không phải thực đâu. Cảm giác rằng cái cây nó to, cao đó. Cảm thọ đó, cây to cao và ưa thích đó, đơn sơ vậy thôi. Cái não nó không có cái chức năng biến cái cây nhỏ ở trong não thành cây lớn, nhưng mà nó cho ta cảm giác về cái sự rung động ấy. Cho nên cái thấy là tiến trình của sự thấy. Nó không phải cái thấy là thấy đâu. Thấy cái cây là cái cây, không phải. Ở trong con mắt ta, cái cây cao 30 thước nó chỉ bằng 1 cm ở trong não thôi. Nếu lớn hơn thì cái não nổ tung rồi, chịu không nổi. Nhưng khi nửa cm à, rồi cái nó lật ngược trở lại, rồi nó cảm giác là cái cây to cao như vậy, chứ thực sự là ở trong não chúng ta, cái cây bên ngoài cao 30 thước thì trong não nó chỉ có nửa cm thôi. Cho nên là một người tu tập, chúng ta quán chiếu thân là chủ hay là khách đây? Nếu nói là chủ thì cũng không đúng. Nếu nói là chủ thì tại sao nó không nghe lời? Mà nếu nói là khách thì tại sao là nó cứ ở hoài, nó không đi? Khách thì đến đi chứ, khách vãng lai mà, nó ở hoài với ta, nó không có đi. Như vậy phải chăng nó vừa là chủ thể vừa là khách thể, hoặc là nó không là chủ thể mà cũng không là khách thể? Đây là những cái đề tài mà chúng ta chỉ bằng cái sự thực tập, chúng ta trải nghiệm, chúng ta mới thấy thôi. Thế thì cái thấy mà gọi là tiến trình của sự thấy là sao đây thưa chư vị? Là cái sự nhận thức ấy làm sao nó xuất hiện?
Người tu tập luôn luôn quan sát, làm sao tôi nhận biết rằng cái ấy nó đến, cái ấy nó sinh ra. Đấy, tức là nó cả cái tiến trình từ cái chỗ nó không có gì hết mà nay ta thấy có cái này có cái kia. Có một điều đặc biệt là các vị ấy hành giả chỉ chú ý đến vào cái sự biết mà không chú ý vào đề mục là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, chỉ chú ý tới những cái duyên độc lập chứ không chú ý tới những cái duyên phức tạp. Cái thứ ba, không nhân cách hóa cái sự biết của mình, nói rằng tôi đã biết, tại vì cái tôi đã biết buổi sáng nó sẽ khác với cái tôi đã biết buổi chiều, cũng về con chó đó nhưng mà cảm xúc khác thì ta sẽ nhận xét khác. Người bạn ta hồi sáng ta thấy nó dễ thương, tại vì buổi sáng ta ăn điểm tâm ta ngủ ngon lành, tới chiều nó nóng nảy, nó rủ đi uống cà phê, cảm thấy hơi khó chịu bực bội. Thì tất cả những cái đấy đều thay đổi, thưa chư vị. Vì sao? Vì ta nhân cách hóa. Thế thì tại sao nó lại dẫn tới sự hành trì sai lạc như vậy đấy, thưa chư vị? Này nó không có khó gì đâu quý vị. Nếu chúng ta quay lại nguồn gốc, chúng ta sẽ thấy phải có pháp học mới dẫn tới pháp hành. Nếu pháp học sai thì pháp hành sẽ sai. Và ở trong pháp học, vì chúng ta không biết tiếng Pali, không biết tiếng cổ ngữ, cho nên cần phải dịch thuật. Mà dịch thuật sai thì dẫn tới hành trì sai. Tại vì dịch sai thì hiểu sai thì hành trì cũng sai luôn. Thay vì quan sát đề mục thì Đức Phật dạy quan sát tiến trình, làm sao mà cái tưởng nó xuất hiện, tức là cái nhận thức nó xuất hiện. Làm sao ta nhận thức được rằng đây là cái máy truyền hình? Làm sao ta nhận thức được rằng đây là cái điện thoại cầm tay? Sự khác biệt gì giữa cái máy truyền hình với điện thoại cầm tay? Nó không phải ở nơi kích thước, nội dung giống nhau. Thí dụ như một bản chiếu ở trên đài truyền hình, cái phim to, màn hình to, và cũng bản tin đấy chiếu ở trên cái điện thoại bé bé của ta, nội dung giống nhau, cũng cái người ấy nói, có gì khác. Nhưng mà sự cảm nhận của ta về cái đề tài ấy nó lại lệ thuộc nơi cái dụng cụ. Nếu dụng cụ ấy là cái màn hình đó, to chừng 50 inch, thì nó lại có cái cảm giác khác. Mà cái điện thoại cùi bắp á, nó nhỏ chút xíu à, bằng hai đầu ngón tay á, thì coi rất khó coi, cảm giác nó khác. Mà nội dung cũng giống nhau, cũng cái ông đó nói, cũng cái bà đó nói thôi, người ta có cảm giác khác. Đấy. Cho nên cái tưởng nó xuất hiện, nó có một cái tiến trình từ cái lúc nó không có cho tới lúc nó có, lệ thuộc rất nhiều yếu tố. Và Đức Phật nói hãy chú ý cái tiến trình mà tưởng nó thành lập từ cái lúc nó không có cho tới lúc nó có. Cái sự nhận biết á, làm sao nó có rất nhanh lắm quý vị, nó trong tính bằng nửa phần triệu hay nửa phần tỷ của giây, rất nhanh, nhanh như là Đức Phật ở đây ví, nhanh như là người lực sĩ duỗi móng tay, duỗi cánh tay. Lực sĩ mà nó duỗi cánh tay thì nhanh lắm quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy cái tiến trình để cho cái tưởng nó xuất hiện. Lúc chưa có, bây giờ nó lại có, vậy thì bằng cách nào? Và luôn luôn quan sát. Quan sát. Tại vì khi có đề mục thì cái tưởng nó mới xuất hiện. Không có đề mục thì cái tưởng nó không có xuất hiện. Đề mục ấy chính là ngoại pháp, sắc pháp ngoại, hay là gọi là sắc ngoại. Nhưng mà khi nó được ghi nhận thông qua mắt, tai, mũi, nó biến thành sắc nội. Và ta thường thường có phản ứng đối với cái sắc nội. Sắc ngoại đi rồi, sắc nội vẫn còn. Thí dụ có ai mắng chửi mình một câu, họ đi mất tiêu rồi, nhưng mà 5 ngày sau ta vẫn ăn không được, ngủ không được, tại vì ta tức tối với câu đấy. Câu ở bên ngoài đã biến trở thành ra câu ở bên trong, tức là sắc nội. Và vì như thế cho nên nó đeo đuổi với ta. Cái tưởng này gọi là tưởng nội ấy, nó đeo đuổi với ta cho tới khi nào ta chết, chưa chắc đã hết.
còn oán thù. Và quan sát cái tiến trình cho cái tưởng nó xuất hiện thì ta sẽ khám phá ra. Cái đề mục để quan sát không đưa tới trí tuệ, mà cái tiến trình để cho cái sự nhận biết đấy nó xuất hiện, nó dẫn tới sự phát triển về trí tuệ. Tại vì từ lúc không có tới lúc nó xuất hiện cái có là cả một tiến trình. Có khi nó ngắn lắm quý vị, nửa giây, nửa phần tỷ của giây đấy, rất nhanh. Thế Phật dạy cái gì? Ở đây sư chỉ đưa tới 5 cái khái niệm, 5 cái ý để cho quý vị có thể nghiên cứu. Không có cái mô hình nào gọi là cứng, tại vì Đức Thế Tôn không hề dạy kinh pháp. Ngài chỉ nói những cái điều ích lợi trong hoàn cảnh cho con người, cho đề mục mà thôi. Đây là 5 yếu tố căn bản về những điều Phật dạy. Thứ nhất, cốt lõi là sự xúc cảm. Não kiểm soát hết toàn bộ của thân. Còn có cái não thì thân còn hoạt động. Quý vị chắc có nghe nhiều danh từ là thân thực vật. Tức là nó bệnh quá, nó nằm một chỗ, tiêu tiểu, ăn uống ngủ nghỉ một chỗ. Có nhiều khi nó cũng chẳng biết tại sao nó tiêu tiểu nữa. Tại sao nó tiêu tiểu mà nó không biết. Ăn uống nó cũng biết tại sao nó ăn. Cứ nhai vậy thôi. Và những người ấy người ta gọi là thân thực vật. Nhưng thực sự không phải thân thực vật đâu. Thực vật tức là nó không cảm thọ. Đằng này cái thân nó vẫn cảm thọ. Đau nó vẫn biết đau. Cho nên đúng ra nó phải là thân súc sanh. Tức là nó không còn ý thức cao. Mà nó chỉ là cảm phản xạ theo ăn uống ngủ nghỉ. Đó là gọi là thân súc sanh. Sống là thân súc sanh thì cẩn thận nha chư vị. Rất nguy hiểm. Chết có thể thành súc sanh. Nếu không có đủ duyên lành. Thứ nhì, các sự xúc cảm, một cách bất hạnh phải nói như thế này, các sự xúc cảm đều dẫn tới dính mắc. Dính mắc tích cực hoặc là tiêu cực. Thí dụ, mình thích một cô con gái đấy, mình có sự nhìn cái là có sự xúc cảm tích cực, tức là muốn chiếm hữu, muốn lại gần, muốn nắm tay. Nhưng mà thấy một cái bà già cùi hủi, tự nhiên mình nhìn thấy là mình muốn lánh xa. Và cả hai trạng thái đẩy ra kéo vào thì Đức Phật định nghĩa là tham và sân. Thế thôi, muốn đẩy ra thì là sân, nó tạo nên những sự khó chịu. Nhìn thấy là khó chịu rồi, dẫu là vi tế, có tu chăng nữa. Nhưng mà nhìn thấy một bà già dẻ lở, bị cùi, tay chân rụng rời ra hết, mà bà cầm bà bán vé số. Quý vị có dám mua cái vé số đó không? Có dám cầm cái vé số đó không? Có nhiều vị ngại quá. Muốn cho tiền thì cho thôi, chứ bảo cầm cái vé số đó nhiều lúc sợ lây. Phải không quý vị? Đấy, thế thì lây được không? Lại là vấn đề khác. Hay là lây ở nơi tâm? Nên nhớ một điều, các sự xúc cảm, cảm thọ đều vô thường. Nay nó thay đổi, mai nó thay đổi, sớm thay đổi, chiều thay đổi, bây giờ thay đổi, chút xíu thay đổi, nó thay đổi liên tục, không bao giờ nó ngừng. Các sự xúc cảm đều thay đổi, mà ở đây Đức Phật dùng cái chữ anicca, tức là nó không tồn tại dưới hình thức của nó. Có nghĩa là vô thường, ai muốn gọi vô thường cũng được, ai gọi thay đổi cũng được. Nó tự chung lại là hình tướng của nó không giữ được lâu. Khi nó hết duyên, nó chạy. Thế thì nói tóm tắt lại nè, là thân và ý thức hoặc vô thức phản ứng lại sự rung động. Tóm tắt vậy thôi. Hễ cái thân phản ứng lại những sự rung động từ môi trường, từ bên trong, nó chỉ có hai dạng, hoặc là ý thức hoặc là không ý thức. Khi ta phản ứng mà có ý thức thì ta tạo ra tuệ giác. Khi ta phản ứng mà không ý thức thì ta tạo ra vô minh, tham đắm.
và nó có nhân quả. Nếu ta đã biết những sự phản ứng ấy đều tạo thêm cái năng lượng cho sự tái sinh hay là tạo cho cái vòng tròn sinh hóa, thì sự kiểm soát những cái hoạt động, những cái phản ứng ấy sẽ đưa lại cái lợi lạc cho chúng ta, chấm dứt khổ đau và đưa đến những kết quả tốt đẹp hơn. Từ cái lúc chúng ta xúc cho tới lúc chúng ta phản ứng, Đức Phật nói rất rõ, cái khoảng cách ấy được tính ra bằng phần tỷ của giây, một phần tỷ của giây. Nó không có sợ phản ứng liền đâu. Từ cái lúc bị xúc chạm nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, cho tới lúc ta nói, hay là giơ tay, hay là bước đi, tránh né, tất cả những phản ứng ấy, nó có một khoảng cách tính bằng một phần tỷ của giây. Rất là nhanh quý vị. Nếu người không tu tập, không thể nhận biết được và phản ứng theo sự xúc cảm. Nếu người có tu tập, nhận biết, cho nên phản ứng theo tư duy, có tu tập. Và Đức Phật nói như thế này: phản ứng những sự rung động bằng vô thức gây ra nghiệp và đưa tới biểu hiện hành vi, và Đức Phật gọi chung là Gandhaba. Gandhaba là những phản ứng của nội thân trên những sự rung động do cái sự vô thức, tức là không có chú ý, là ta ơ thờ. Bởi thế cho nên thiền nó có cái đề mục bắt ta phải suy tư, bắt ta phải quan sát cái hành vi của ta đều có như lý tác ý, nó không có dẫn tới khổ đau. Và nếu sự phản ứng là vô thức thì nó tạo nên nghiệp rồi, tại vì nó tạo ra năng lượng. Nhưng cái sự phản ứng có ý thức thì nó cũng dẫn tới hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực quả. Mà hễ có tích cực hoặc tiêu cực thì đều phát sinh ra năng lượng. Ngoài một số năng lượng được tiêu hóa, được sử dụng ở trong não, còn lại dư thừa một số năng lượng thế nào cũng còn, ít hoặc nhiều thôi. Thì kính thưa chư vị, số năng lượng ấy giúp cho bộ não phát triển, cho nên nó có những cái sự dư thừa. Xài không hết nó phải dư, và cái thứ dư còn lại Đức Phật gọi là Gandhaba. Tu tập là gì? Tu tập là huấn luyện thân và tâm một cách thiện xảo khi phải đối với cảnh. Thí dụ có ai chửi mà ta tu tập thân và tâm thì thân nó thư thái, tâm á, nó bình an, cho nên người ta chửi thì ta cảm ơn là vì người đó đã giúp ta trả nghiệp, cho nên ta không có phản ứng, ta không chửi lại, mà ta cũng không có đánh đập người ta. Đấy. Cho nên chỉ cần nhìn đó, nhìn cái cách hành xử thì biết ta có tu tập tới cái mức nào. Và tùy theo cái mức độ tu tập tới mức nào, người ta gọi là thiện xảo cao, thiện xảo thấp, thiện xảo nhiều, thiện xảo ít. Mà để có được thiện xảo thì người hành giả cần phải có 4 điều sau đây. Và kính thưa chư vị, sư chỉ đưa lên cái đề mục để chúng ta kiểm soát thôi. Ngoài ra chúng ta không có đặt cái đó là giáo điều. Ở đây không có đặt giáo điều. Thứ nhất, ta phải có ý chí cương quyết, tức là ta muốn làm cái việc ấy, ta rất tha thiết làm việc ấy, tha thiết tu, tha thiết thoát ly sinh tử luân hồi, cho nên ta tu tập. Thứ nhì, kỹ năng thiện xảo, ta phải tu tập huấn tu, giống như quý vị vót cái mũi tên thì quý vị phải vót cho nó thẳng, bắn nó mới tới đích. Như vậy có nhiều khi ta phải nhắm bớt một mắt, con mắt kia nhìn nó mới thẳng. Cho nên hai con mắt thường thường phản bội nhau, hai con mắt thường thường phản bội nhau. Cho nên người tu thiền nhắm mắt lại chắc ăn. Thưa chư vị, nhắm mắt là chắc ăn. Nhắm một con thì nhiều khi chỉ nhắm được đường thẳng giới hạn, mà nhắm cả hai con thấy đường thẳng 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều, 10 chiều thấy hết. Cho nên những sự vi diệu của kỹ năng thiện xảo. Đồng thời cái tâm mà nó eo uột,
một phần lớn là do cái thân nó eo uột, cái thân nó đau hoài à, làm sao mà an tâm được, phải không thưa chư vị? Cho nên ta cố gắng giữ cái thân, ăn uống ngủ nghỉ vừa phải, không quá trớn, để cho cái thân nó được tồn tại. Bởi vì cái thân nó được tồn tại, nó không đau đớn, cho nên nó tạo cho cái sự suy xét, nhận xét, chuyển hóa về lâu về dài. Và vì có những điều kiện ấy, thì dẫu ở trong cái môi trường khó khăn, cái tâm nó cũng tự động điều tiết lại, và nó có thể làm phù hợp với cái môi trường đó. Nếu nó không chuyển hóa được môi trường, làm cho tốt đẹp hơn, thì nó cũng điều tiết cái thân của nó để phù hợp với môi trường. Thí dụ, quý vị bước vào một cái phòng nóng, có cách thứ nhất là mở cái quạt, thứ nhì mở máy lạnh, mà hai thứ đó đều không có thì sao, nó vẫn nóng thì sao? Quý vị cởi bớt áo ra để cho nó mát mẻ, mặc 4-5 cái áo mà áo lạnh nữa thì đương nhiên nó phải nóng. Mà bây giờ nó nóng mà lại không có máy lạnh, không có quạt, không có gì hết, thì cuối cùng là ta vẫn phải cởi cái áo ra cho nó mát mẻ. Ta mặc 4 cái áo, cởi cái áo dày nhất ra, cởi cái áo thứ nhì ra để cho nó được mát mẻ. Hay, kính thưa chư vị, cho nên thay đổi bên ngoài, thay đổi bên trong đều có phải tương ứng với nhau. Để cho có kết quả trong việc tu tập, chúng ta phải có một chút nhận thức đúng đắn về các cái hiện tượng xảy ra ở bên ngoài cũng như ở trong nội thân. Thứ nhất, cái thân luôn luôn thay đổi, nó không bao giờ nó y nguyên. Quý vị đứng đi nằm ngồi đều thay đổi. Thứ nhì, cái tâm nó cũng thay đổi theo nữa, nó cũng dao động, nó không bao giờ cái tâm mà nó như nhất. Lúc nó muốn, lúc nó không muốn, lúc nó muốn tu, lúc nó không muốn tu, lúc nó muốn cạo đầu, lúc nó không muốn cạo đầu, vân vân vân, đủ thứ hết à. Lúc nó muốn ăn, lúc nó muốn nhịn, lúc nó muốn ngủ, lúc nó muốn ngồi thiền. Tức là không bao giờ có một cái tâm như nhất. Tâm thay đổi, thân thay đổi. Và hễ thân thay đổi, tâm thay đổi thì Đức Phật gọi là samsara, tức là lang thang trong luân hồi. Để tránh cái tình trạng samsara do chính mình tạo thì ta phải huân tu, ta không buông lơi, không buông lơi, không dao động trước bối cảnh. Cho nên ở đây muốn cho có được an vui về lâu về dài thì ta phải rèn luyện cái thân và tâm để nó có thể thứ nhất cảnh giác, thứ nhì nhận biết, thứ ba phân tích và thứ tư chấp nhận. Nếu ta không thay đổi được, ta phải chấp nhận thôi. Phòng nó nóng quá, bây giờ ta không thể nào không có máy lạnh, không có quạt, thì ta đành phải chấp nhận. Ta không thể nào chạy ra ngoài đường được, nắng hơn nữa, còn khổ nữa. Ta ở trong đó và ta tìm cái cách giải quyết cái nội tại. Thân và tâm nhận biết được các hiện tượng do cái tưởng. Nhưng mà có một điều cản trở rất lớn cho sự tu tập của chúng ta. Đó là cái dòng tâm thức. Lúc nào nó cũng suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ liên tục. Ở không là nó suy nghĩ liền. Nếu bắt nó có đề mục tập trung thì nó ngừng, nó không suy nghĩ. Nhưng mà nó cũng chỉ được một chút xíu à, rồi cái nó lại tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ vớ vẩn, suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ viễn vông, suy nghĩ những chuyện không thật, suy nghĩ những cái chuyện mà không có khả thi luôn, mà vẫn cứ suy nghĩ. Làm cho mình rối bời, tự mình làm khổ mình. Thực tế nó không có cái gì hết đó, toàn là những cái dòng tư tưởng liên tục. Cho nên ở trong cái pháp tu đầu tiên, quan sát những dòng tư tưởng. Đây, quý vị thấy không? Quan sát những cái dòng tư tưởng, nó đến như dòng suối vậy đó, nó cứ trôi hết cái này tới cái kia, hết buồn tới vui, hết Đà Nẵng rồi tới Hạ Long, nó cứ trôi hoài những hình ảnh. Có nhiều khi người yêu cũ trước khi lấy vợ lấy chồng, hoặc là cha chết rồi, trong lúc sống cha cưng chiều, thế này thế kia, bây giờ cha chết rồi tự nhiên thấy hình ảnh nó trồi lên. Tất cả những cái đấy gọi là dòng tư tưởng, ta phải quan sát kỹ, quan sát thật kỹ. Và cái điều quan trọng ở đây là thường thường khi có những hình ảnh như vậy, hoặc là những âm thanh như vậy,
cái tâm chúng ta nó đam mê lắm, ưa thích cái đó lắm và chọn cái đó làm đề mục. Cho nên miệng thì nói thoát ly nhưng mà tâm không thoát ly nổi, là ở cái chỗ này này, nó ưa thích nó không đi, vậy thôi, rất đơn giản. Cho nên hằng ngày chúng ta đều phải tu tập. Đức Phật đã xác nhận với ông Sudatta, ai nói trong pháp luật nào, trong giới pháp nào có bát thánh đạo thì ở ấy có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là A-la-hán. Nếu còn người hành trì con đường thánh đạo, con đường chuyển hóa thành bậc thánh, thì chắc chắn vẫn còn các bậc thánh ra đời. Trích ở trong kinh Trường Bộ số 16. Thế thì chúng ta tu tập bắt đầu từ đâu đây? Cái chết không phải là hết. Cái chết không phải là hết, mà cái chết chỉ là điểm bắt đầu, điểm bắt đầu của một cái điểm kết thúc. Chết là kết thúc của sự sống, nhưng lại bắt đầu một cái hành trình mới trong kiếp lai sinh. Để có được bảo đảm cái sự lai sinh theo ý muốn của mình, tức là sự xuất hiện theo ý kiến của mình, không có còn làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột nữa, thì ngay trong cuộc sống ta phải huân tu như thế nào để chuẩn bị cho cái hậu quả ở trong tương lai. Cái thứ nhất, ta phải thay đổi lối sống. Ở trước sống bừa bãi, sống vô ý thức, ham ăn ham ngủ, đó là thú tánh. Nay muốn đưa lên cao thượng hơn, tức là người hữu học. Khoan nói cái chuyện mà bậc thánh đã nói cái chuyện bậc hữu học, tức là có nhận biết và có phản ứng đúng, hòa hợp với môi trường, thì gọi là bậc hữu học. Cho nên muốn làm được việc đấy, ta phải thay đổi cuộc sống. Từ cuộc sống bừa bãi, từ cuộc sống đam mê, ta phải từ bỏ. Thứ nhì, ta phải thức tỉnh từ giấc mơ hiện hữu, tức là có cái ta đây, ta như thế này, ta đẹp, rồi ta giàu, ta thông minh. Những cái ấy đều dẫn tới cản trở về sự thăng tiến mặt tâm linh. Và cái thứ ba rất là quan trọng, tức là khi ta đã có cái sự thức tỉnh, ta đã nhận biết các cái pháp này chỉ là vô thường vô ngã, thì ta phải cố gắng giữ vững nó. Tại vì có một giây ta biết, rồi một giây khác ta lại không biết. Có nhiều khi trong một ngày ta chỉ thức tỉnh được có chừng một giây thôi, còn lại 23 tiếng đồng hồ, 59 phút thì là ta không biết gì hết. Ta hành xử như súc sanh, chạy theo những cảm xúc, ăn, ngủ, giận, hờn, thương, ghét. Cái đó là cấu trúc của tâm súc sanh. Thế thì ba điều. Thứ nhất, tái phối trí lại cuộc sống, thay đổi cuộc sống. Sống làm sao cho cái sự nhận thức được nâng cao. Thứ nhì, thức tỉnh từ giấc mơ hiện hữu, nói rằng cái ta thực sự không có. Thứ ba, tiếp tục giữ vững cái sự thức tỉnh này, tức là đã thức tỉnh rồi, đừng để cho nó ngủ nữa. Và người tu, ta phải giữ vững cái mức độ thức tỉnh, tức là luôn luôn tinh tấn. Từ bóng tối ra sáng, từ sáng ra sáng hơn, chứ đừng có từ sáng cái thụt lui vô bóng tối, cái đó là không nên. Ngài Sariputta hướng dẫn cho chúng ta ba bước để chúng ta thực hành, thoát ra khỏi cái khổ đau, hoặc là có thể chứng được vào quả thánh. Thứ nhất, là ta phải chế ngự được năm cái triền cái: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, trạo cử, hôn trầm, năm cái đó. Và cái khởi đầu vẫn là cái thân này, ngoài cái thân này không có cái gì đáng. Thứ nhì, quan sát nội tại bốn yếu tố. Bốn yếu tố nội tại là gì? Thân, thọ, tâm, pháp ấy. Cái thứ ba, khảo sát thực hành bảy yếu tố của thức tỉnh. Trong bảy yếu tố của thức tỉnh, cái dẫn đầu vẫn là niệm giác chi, cái thứ nhì là trạch giác chi. Niệm giác chi là quay vào bên trong, quan sát cái gì đang xảy ra. Không phân tích, hờn, ghét, thương. Bốn yếu tố, thân, thọ, tâm, pháp lúc nào cũng phải quan sát. Rồi lúc nào cũng phải thực hành bảy yếu tố của sự thức tỉnh, mà khởi đầu là niệm giác chi và trạch giác chi. Niệm giác chi là quay vào bên trong, quan sát các hiện tượng bên trong, và các hiện tượng bên trong thì gom lại, ngoài cái thân thọ tâm pháp thực sự ra gom lại, nó chỉ còn có thương và ghét. Thương và ghét tức là tham và sân thôi, đặt tên tham sân chứ thực sự ra thưa chư vị
nó chỉ là thương và ghét. Và trạch giác chi thì nó phân tích thiện ác, đúng sai, thế này thế kia, đủ các thứ. Đạo Phật không phải là chỉ để nhận biết như nó là, mà đạo Phật là phải chuyển hóa cái tâm thức từ chỗ xấu thành chỗ tốt. Đạo Phật là chuyển hóa từ ác thành thiện, chứ không phải thấy nó như nó là, tức là thấy nó là ác và biết là ác mà không chuyển hóa, thì cái đó không phải là đạo Phật. Đức Phật là vị đã chuyển hóa từ con người phàm phu trở thành ra Phật giả, tức là biết rất rõ và chuyển hóa tâm thức của mình. Bảy bước đưa tới sự thức tỉnh để bắt đầu bằng chánh niệm, và cuối cùng là xả giác chi, tức là những cái gì ta biết, những gì ta làm tốt ta đều phải xả. Xây chùa xong cũng phải xả, đừng nói rằng tôi đã xây chùa. Tu xong cũng phải xả, đừng nói rằng tôi đang tu có gì đâu mà tu. Ta vứt bỏ đi những cái ta đang có, chứ đâu phải ta đi làm cái gì mới đâu mà gọi là tu. Đừng nghĩ rằng tôi đang kiến tạo cái gì mới cho tôi, không có đâu quý vị. Phạm hạnh đã tròn, gánh nặng đã đặt xuống, tức là tham sân si đang có trong người, ta quăng nó đi, quăng bớt đi, thì gọi là gánh nặng đã đặt xuống. Cho nên thực sự A-la-hán, một người phàm phu nhưng mà đã bỏ tư chất phàm phu rồi, lột sạch bỏ đi rồi. Phàm phu là gì? Tham ăn, tham ngủ, tham sex, tham tiền, tham danh, tham hơn thua. Vị A-la-hán cũng là người như người phàm phu, nhưng đã bóc vỏ những cái đó và quăng nó đi rồi. Thế thôi. A-la-hán cũng có đầy đủ tham sân si phiền não, nhưng các ngài đã bóc nó đi, các ngài lột bi đi, các ngài quăng nó ra rồi, không còn dính tới nó nữa. Cho nên về thực chất, vị A-la-hán là một người thường, nhưng là người thường đặc biệt, có nghĩa là đã bóc vỏ những tham sân si phiền não lậu hoặc và quăng nó đi. Đấy. A-la-hán không phải là cái vị mà bay lên trên trời, khác hơn những cái vị mà ăn tục nói phét, không phải. A-la-hán cũng như người, nhưng mà không còn ô nhiễm bởi những lậu hoặc. Người thường có thể thấy đất là đất, và trong đất là có tự ngã, cho nên nói rằng đất ấy của ta. Cái thân này tứ đại, cho nên nói rằng cái thân này của ta. Đất nước gió lửa là của ta, vì ta là như thế. Nhưng bậc hữu học thì họ nhận biết đất là đất, chẳng có cái tự ngã gì ở trong ấy hết. Đất nó hoàn thành bởi vì cảm xúc nơi năm uẩn, nhận biết đó là cứng là mềm, đó là đất, thế thôi. Không có năm uẩn thì cũng chẳng có nhận xét về sắc pháp, cho nên không có biết đó là cứng mềm hay là đất. Nhưng vì vô minh cho nên ta chấp thủ nói rằng nó là như thế này là đúng, như thế kia là sai, và có định kiến từ nơi đấy, không chấp nhận những sự thay đổi, những sự biến mất, những sự chuyển hóa ở trong nội thân và dẫn tới khổ đau. Tại vì các pháp đều là vô thường, cho nên các bậc thánh giả là những người có cái nhìn xuyên suốt, mà thường thường người ta dịch là gọi là thánh nhãn. Thánh nhãn này không phải là cái gì ghê gớm lắm, thưa chư vị. Thánh nhãn này không phải là tu tập là có con mắt của Phật. Kính thưa chư vị, ta là Phật và Phật là ta. Chỉ có điều ông Phật, ông nhìn, ngài không còn thấy tham sân si trong cái nhìn nữa. Ngài không còn có cái ngã trong cái nhìn nữa. Còn ta thì cái ngã nó to đùng, cho nên nó che hết cái tầm nhìn đi thôi. Chứ ta cũng như Phật, Phật cũng như ta. Nhưng mà Phật không có đeo cái tham sân si phiền não ở trong cái nhìn. Còn ta thì ta đeo không những tham sân si phiền não mà còn ngã sở bỉ thử. Một đống to đùng nữa. Cho nên ta đau khổ, càng nhiều thì càng khổ. A-la-hán là một người thường, giống như mọi người cũng ăn cũng ngủ, nhưng mà không có dính mắt thôi. Ngon vẫn biết ngon, nhưng mà không phải vì ngon mà khởi tâm ưa thích, không phải vì dở mà khởi tâm phiền não. Có ăn cũng được, không có ăn cũng được, đó là bậc A-la-hán. Đấy, chỉ khác nhau có chút xíu đó thôi. Còn cái người bình thường, người phàm phu, không có ăn phiền não, ăn dở phiền não, ăn ngon vui vẻ, hoan hỷ. Đấy thì tất cả những cái đấy nó gọi là tư cách con người, cá tính con người. Và Đức Phật ở đây nói rất rõ, các bậc
thánh giả có con mắt thánh, tức là có con mắt nhìn xuyên suốt, cao hơn người bình thường. Thế làm sao để có con mắt cao hơn người bình thường đây? Đức Phật nói chúng ta nên áp dụng 7 bước mà thường thường người ta dịch là thất bồ đề phần. Bước thứ nhất là quan sát bên trong, sati, tức là quan sát bên trong niệm giác chi, không quan sát bên ngoài, không thấy lỗi của người, chỉ thấy lỗi của mình, chỉ thấy mình có tham, có sân, có si, tham sân, tham diệt, sân sân, sân diệt. Quan sát tất cả những sự sân diệt của nội tâm. Thì cuối cùng, ta thấy tất cả chỉ là tưởng thôi, sự hình thành của tưởng. Và khi ta biết tất cả chỉ là sự hình thành của tưởng, ngay cả kiến thức của ta, thì ta cũng phải xả đi, tại vì nó là đồ giả, nó không có thiệt. Và nếu có cái xả, thì không có dính mắc, và biết chẳng qua là do duyên sinh. Và khi quan sát tứ niệm xứ, áp dụng vào tứ niệm xứ, thì ta cũng quan sát được thân, đi ta biết ta đi, đứng ta biết ta đứng. Trong cái bài kinh quán niệm hơi thở hay là chánh niệm về hơi thở, Đức Phật dạy như thế này: này các hiện giả, bước chân lên ta phải bước chân lên, đi ta phải biết ta đi, đứng ta phải biết ta đứng. Cho nên cái pháp đi ta phải biết ta đi, đứng ta phải biết ta đứng, sắp sửa nói ta biết ta nói, suy nghĩ ta biết ta đang suy nghĩ. Và trong cái suy nghĩ ấy, ta đều biết rằng suy nghĩ như thế là bất thiện, suy nghĩ như thế kia là thiện. Ta phải hiểu rõ như vậy. Đức Phật nói chuyển hóa từ bất thiện thành thiện. Bất thiện là gì? Đam mê đắm chìm trong những cảm xúc dục lạc và phản ứng lại một cách vô thức. Thiện là gì? Thiện là suy tư, làm những cái việc, nói những cái việc lợi mình lợi người, tránh né được cảm xúc, làm chủ được cảm xúc. Đấy, nó chỉ có bây giờ rất đơn giản lắm quý vị. Cái thân này tạo ra niết bàn, thân này tạo ra địa ngục. Quan sát trong tứ niệm xứ thì không phải quan sát là cả 4 cái, quý vị chỉ cần quan sát một cái thôi thì 3 cái kia nó cũng đi theo. Quan sát cái thân thôi, thân nó chuyển động, đưa cái đầu qua, đưa cái đầu lại, quan sát các cái bắp thịt nó chuyển động thì tâm nó đi theo, thọ nó đi theo và pháp nó cũng đi theo. Thân thọ tâm pháp nó như là một, nó không có tách rời đâu quý vị. Quý vị cứ chọn một thôi, hoặc là quý vị chọn cảm xúc. Cảm xúc tức là gì? Thọ lạc, thọ khổ, dễ chịu, khó chịu. Bất cứ cái việc gì, quý vị chỉ quan sát, tôi đang dễ chịu, tôi đang khó chịu. Thì thân nó cũng đi vào, quán thân cũng đi vào, quán tâm cũng đi vào, và pháp cũng đi vào. Nó là một, nó không có tách rời ra. Cho nên chỉ cần quan sát một thôi là đủ rồi. Thế thì Đức Phật nói sati, sammasati, tức là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Cái chữ samma đó là hài hòa, và sati là quay vào bên trong. Quay vào bên trong tùy theo không gian, thời gian, nhìn rất rõ để biết rằng cái sự nhận thức của ta, kiến thức của ta, cái biết của ta chẳng qua là tiến trình của 5 uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và vì ta không biết cho nên ta chấp thủ rằng, ta có định kiến rằng cái đấy nó phải như thế. Nhưng mà thực sự ra nó chỉ là tiến trình của 5 uẩn. Mà tiến trình của 5 uẩn thì nó lại gồm có 2 phần là xảy ra song song. Người tu tập phải biết phân biệt, dùng trạch giác chi để phân biệt. Phật chú ý như thế này nè, trạch giác chi nhận biết để đối tượng nhận biết và tiến trình nhận biết. Thí dụ ta thấy con chó, đối tượng là ta biết đó là con chó. Nhưng mà tiến trình làm sao ta biết đó là con chó, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó xuất hiện ngay trong một cái sát na đó, ta phải nhận biết. Vì có sắc cho nên có thọ, có tưởng, có hành, và so sánh với cái thức cũ. Cái thức cũ nó nói có con vật cũng lông trắng, cũng bò đi 4 chân, cũng sủa gâu gâu, cái con ấy được gọi là con chó, nó nằm trong não rồi. Bây giờ thấy cái con giống như vậy ta mới nói nó là con chó. Còn nếu từ xưa tới giờ ta chưa hề thấy con chó thì bảo đảm ta không hề biết nó là con gì đâu. Đấy. Cho nên cái tiến trình nhận biết và đối tượng nhận biết là ta phải phân tích bằng trạch giác chi. Nhìn cái thấy liền biết nó là con chó. Nhưng mà phải chăng ta đang quan sát về đối tượng hay là đang quan sát về tiến trình nhận biết? Nếu ta quan sát về đối tượng, tiếp tục sanh tử luân hồi. Tại vì đối tượng sẽ dẫn tới thọ,
họ lạc thọ khổ, ưa thích hoặc ghét. Nếu quan sát về tiến trình thì ta thấy rất rõ đó chỉ là năm uẩn. Và thấy rõ năm uẩn thì Đức Thế Tôn trong bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật nói: mắt có vô thường không? Bạch Đức Thế Tôn: có. Sắc có vô thường không? Bạch Đức Thế Tôn: có. Nhãn thức có vô thường không? Bạch Đức Thế Tôn: có. Cái gì là vô thường mà nếu dính mắt thì dẫn tới khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Đức Thế Tôn: cái gì là vô thường mà dính mắt thì dẫn tới khổ đau? Đấy, bài toán rất rõ. Cho nên nếu ta quan sát năm uẩn, ta biết sự hình thành của sự nhận biết, của kiến thức đều chỉ là do năm uẩn. Và vì đó ta không chấp thủ. Không chấp thủ con chó nó phải sạch sẽ. Con chó nó ở dơ là đương nhiên rồi. Bây giờ ta bắt con chó phải sạch sẽ, tắm nó chịu đâu nổi. Một ngày mà tắm 3 lần con chó chắc chết. Nó có những cái gọi là tiến trình nhận biết. Những người tu thiền sau khi vào được thiền tam thiền rồi thì họ phải quan sát cái tiến trình thành lập sự nhận biết, thay vì quan sát về đề mục. Thay vì ta quan sát đây là con chó, con mèo, thì quan sát là làm sao ta biết đó là con chó, làm sao ta biết đó là con mèo. Nó là tiến trình từ lúc không biết cho tới lúc biết, là thông qua sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ đó nó xảy ra rất nhanh, nhảy trong một phần tỷ của giây. Nếu người có tu tập quan sát kỹ thì sẽ nhận biết nó. Và nếu nhận biết nó thì thường thường những vị ấy đều chứng vào tư đà hoàn, bước vào dòng thánh. Tại vì khi nhận biết nó thì các ngài đều biết rằng đó là vô thường, đó là giả, đó là không thực. Tâm tự nhiên nó khởi lên nhàm chán. Mà nhàm chán thì lập tức nó chứng vào tư đà hoàn. Đó là nguyên tắc. Cho nên nhìn vào sự tiến trình của sự thành lập sự nhận biết và nhìn được vào tiến trình ấy thì Đức Phật nói nó thiết lập lên cái tư cách con người, phong cách con người. Khi con người có nhận biết nhiều, phong cách khác, nhận biết ít, phong cách khác, không nhận biết là người phàm phu, ham ăn, ham ngủ, ham cãi, ham chửi, ham chống đối, phàm phu. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất rõ sự nhận thức về đề mục đều dẫn tới cảm xúc, cảm thọ và khổ đau. Sự nhận thức về tiến trình thành lập cái tưởng, tức là năm uẩn, thì dẫn tới sự nhàm chán của tâm. Và nhàm chán của tâm thì mới ly tham, mới đoạn diệt, mới giải thoát. Trong bài kinh Mulaparijaya Sutta, Đức Phật nói như thế này: A-la-hán, ngài định nghĩa A-la-hán. Trong bài kinh này Đức Phật nói: một con người nếu biết cái đó là cứng, nói đó là cứng. Người phàm phu nhận biết đất là đất, nói đất là cứng, nhưng mà lại nói là đất đấy là có ta. Vì ta có nhận biết, ta nhận biết đó là cứng, ta nói đó là cứng, tức là có cái ta trong ấy. Cho nên Đức Phật gọi đó là người phàm phu. Bậc A-la-hán là gì? Đức Phật nói bậc A-la-hán là cái con người bình thường ấy, cũng con người ấy, nhưng mà khi nhìn thấy nó cứng, biết nó cứng, giống như người bình thường. Nó mềm, biết nó mềm, nhưng mà không có cái ta ở trong cái cứng, tức là không có ta thấy nó cứng, không có. Và biết đó chỉ là cái tiến trình của năm uẩn để nhận thức rằng cái đó là cứng, tại vì nó có năm uẩn, chứ không hề có cái ta trong ấy. Và vì nhận xuyên suốt như vậy, không thấy cái ta, và nếu không có cái ta thì không có dính mắc, mà không có dính mắc thì không có tham đắm, không có tham đắm thì không có đam mê, không có đam mê thì không có sanh tử luân hồi. Còn thích sanh tử luân hồi thì mới sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận ra cái sự khác biệt của cái tưởng, tức là cái biết, và cái sự nhận biết. Sự nhận biết khác cái tưởng. Sự nhận biết thông qua năm uẩn, nó biết rất rõ năm uẩn cấu tạo nên cái sự nhận biết, tiến trình sự nhận biết. Nó khác với cái tưởng, tức là nó đã có sẵn ở trong đầu. Và chính vì hiểu lầm cái này cho nên người ta phát sinh ra cái nhân cách: tôi là cao thượng, tôi là đẹp, tôi là xấu. Thực sự ra đều là năm uẩn, sự nhận thức ấy đều do năm uẩn mà ra. Cho nên người tu tập mà quan sát thì quan sát gì đây thưa chư vị? Quan sát đề mục
thì luôn luôn có cảm xúc và dẫn tới ảo giác. Quan sát tiến trình đưa tới nhận thức, đưa tới kiến thức. Và cẩn thận, nếu kiến thức nhiều thì lại tạo nên cái ngã mạn, ta biết, và ngay cái chỗ đó có cái ta xuất hiện. Những cái hình ảnh ở trong tâm giống như là cái máy chụp hình đó quý vị. Khi mà nó bấm nhanh á thì ta thấy liên tục, giống như cái phim video, cái phim quý vị thấy chiếu trên màn hình đó, cử động. Nhưng mà thực sự ra cái phim ấy được kết tạo bởi cả hàng triệu cái tấm hình tĩnh. Máy chụp hình ở trong tâm nó cũng thế, nó chụp ra những cái để rồi nó cấu kết lại với nhau thành ra một cái chuỗi. Và trong cái chuỗi ấy đều có dính mắc tới cảm xúc, cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, khó chịu, dễ chịu. Và những cái hình ảnh ấy ở trong tâm nó không đủ sức. Nếu nó không tu tập, nó không đủ sức để nhận biết, và nó đặt tên những cái chuỗi hình ảnh, âm thanh ghi nhận ở trong cái thức ấy là danh sắc. Vì nó không tu tập cho nên nó gọi là danh sắc. Thực sự danh sắc không có, nó là một cái tiến trình thành lập. Tiến trình thành lập ta đặt tên. Tu cái gì đây? Chẳng có cái gì để tu cả. Hằng ngày chúng ta mở mắt chiêm bao, chúng ta nếu rằng ta có thực, nhà ta có thực, chùa ta có thực, áo ta có thực. Nhưng nếu quan sát kỹ với tiến trình quan sát mà Đức Phật đã dạy, quan sát sự hình thành của sự nhận thức, chứ không phải quan sát nơi cái đề mục. Tức là phải cái nhà nó xuất hiện, ông xã xuất hiện, bà xã xuất hiện, con chó xuất hiện. Mà ta quan sát cái sự nhận thức của ta làm sao nó xuất hiện. Từ cái lúc ta không biết có con chó tới lúc biết có con chó, ta quan sát được, thì cái đó Đức Phật gọi là trải nghiệm. Mà trải nghiệm thì dẫn tới giải thoát. Nếu không trải nghiệm thì ta chấp thủ vào định kiến, tức là ta có đây, cái nhà có đây, dẫn tới cảnh giới, dẫn tới đề mục, dẫn tới khổ đau. Tại vì các thứ ấy đều vô thường. Cho nên ở đây có Phật hay không có Phật đều không quan trọng. Bởi thế cho nên Đức Thế Tôn khi nhập Niết Bàn, A Nan tới hỏi bạch Đức Thế Tôn, sau này chúng con biết nương ai để mà tu? Đấy, cũng vẫn còn nương Phật. Đức Phật rầy. Đức Phật nói hãy nương vào giới và pháp. Tại vì giới pháp nó không có lệ thuộc nơi cá nhân. Lệ thuộc nơi cá nhân thì có lúc vui lúc buồn. Đấy, thích ông sư này thì nghe ông, thần tượng ông. Ở lúc khác không thích thì là ném đá ông. Cho nên ở đây Phật hay không Phật không quan trọng. Tại vì nó không ảnh hưởng gì tới cái việc tu tập của quý vị. Giới và pháp nó giúp cho quý vị là cái bè qua sông. Phật không giải nghiệp chúng sanh được. Phải hiểu rõ như vậy. Thế thì khi tâm của hành giả ở trong cái trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, cân bằng, thì các pháp đều xuất hiện rõ ràng, giống như tấm gương. Nó đã được chùi rửa sạch sẽ. Nó thấy tất cả những bóng trăng, con chó, cái gì đi ngang cái mặt kính đều thấy rất rõ, xuất hiện và không có cái gì che. Tức là nó không bị năm uẩn đánh lừa, nó nhìn rất rõ. Cái đó chỉ là ảo giác. Tức là những cảm giác của ta đối với cái tiến trình của năm uẩn mà sinh ra cái ưa thích ghét, để rồi tiếp tục tái sinh tạo ra gan đa bá. Thế thì câu cuối cùng trong cái loạt bài này là câu hỏi của chúng ta: bạn có bị sợ tái sanh hay không? Bạn có sợ bị tái sanh hay không? Tái sanh làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột, bạn có sợ không? Thứ nhất, khi tâm dao động, tâm không bị dao động, ở trong trạng thái trong suốt của tâm, thì bất kỳ cái gì xảy ra, tái sanh hay không tái sanh không quan trọng nữa. Khi tâm nó đã tĩnh lặng rồi thì nó có sanh hay không sanh, nó có diệt hay không diệt cũng không quan trọng nữa. Tại vì nó không có dung chứa, nó không có dính mắc. Vì nó biết rất rõ cái nghiệp, nhân quả, duyên khởi, nó biết rất rõ. Nếu có người nào lại chửi, nó biết rất rõ là ta phải bị chửi thôi. Tiền kiếp ta chửi nó, bây giờ nó chửi ta, hà cớ gì ta buồn.
tới đây có mặt ở đây để làm gì đây thưa chư vị? Có mặt ở cõi trần gian này để thanh lý hợp đồng, chứ mà ký hợp đồng mới. Cho nên nếu nói chửi, ta biết rằng đang thanh lý hợp đồng, phải mừng chứ. Mừng là thôi, trả hết đi kiếp sau, khỏi phải trả nữa. Cho nên nếu người nào chửi, mắng, đánh đập, ta rất là hoan hỷ, tại vì ta đang trả nghiệp. Nếu tâm ta trong suốt, không bị dao động, tĩnh lặng, thì ta mới nhận biết được điều này. Và cái cách phản ứng của ta là giải nghiệp, xóa bỏ nghiệp. Đức Phật nói như sau: Như Lai xuất hiện vì những duyên, những nhân duyên ấy không tồn tại thì nhà ngươi không thấy Như Lai nữa. Quý vị nghĩ như thế nào? Như Lai Tathagata xuất hiện ra ở đời vì những nhân duyên. Nếu những nhân duyên ấy không hội tụ thì nhà ngươi không thấy Như Lai. Ở đây không có nghĩa là Đức Phật chết hay Đức Phật không chết, hay Đức Phật vừa chết vừa không chết, không có vấn đề đấy. Như Lai tức là do duyên mà thành. Vì chúng sanh đắm chìm, giết chóc nhau, phá hoại đạo đức, cho nên Như Lai xuất hiện. Và vì chúng sanh cầu khẩn có một vị nào đấy chỉ đường, cho nên Như Lai xuất hiện. Thực sự ra Như Lai có chết không? Không. Như Lai không đến không đi thì làm sao chết? Như Lai vẫn ở đây. Nhưng tại sao ta không thấy? Tại vì không đủ duyên. Thí dụ nè, quý vị thấy một cái đề mục ở trước mắt là tại vì phải có đề mục đó, phải có con mắt và cái não nó phải hoạt động, cái trung khu thị giác á, thần kinh á, nó phải hoạt động. Và thứ ba là phải có ánh đèn sáng đủ. Nếu bây giờ quý vị để một cái vật màu đen vào trong một cái phòng tối không có ánh sáng, quý vị chẳng thấy được nó, tức là thiếu duyên. Hoặc là quý vị có con mắt để cái vật đấy, nhưng mà con mắt nó bị đứt dây thần kinh rồi, con mắt vẫn mở nhưng mà đứt dây thần kinh nó không có nữa, thì nó cũng không thấy cái vật đấy, tức là thiếu duyên. Hoặc là cái não nó bị tổn thương rồi, con mắt vẫn còn, cái não bị tổn thương, trung khu thần kinh tổn thương, nó không biết cái đó là cái gì luôn. Con mắt vẫn thấy nhưng mà có điều không biết cái đó là cái gì. Tức là phải đủ duyên. Nếu không đủ duyên, không đủ yếu tố thì không thể thấy được cái vật đấy. Cũng như thế, nếu không đủ duyên, ta không thấy Như Lai. Nếu ta không tĩnh lặng, ta không thấy Như Lai, ta không thấy Phật. Phật ở sơ sơ, Phật ở trong tâm ta, mà ta không thấy Phật, tại vì ta tham sân si, hờn giận, thương ghét, hàng ngày đều dao động, cho nên ta không thấy Phật. Phật luôn luôn ở trong tâm ta, tức tâm tức Phật, ngoại tâm không Phật, Phật luôn luôn ở trong tâm ta. Mình chết rồi Phật vẫn đi theo mình, nhưng mà mình phủ nhận Phật, cho nên mình làm ác, mình thương ghét, buồn vui, chấp thủ đủ thứ. Tức là mình thiếu duyên, chứ không phải là Phật chết hay Phật còn. Cho nên ở đây vấn đề tái sanh không là quan trọng. Không là quan trọng. Đủ duyên thì nó xuất hiện, không đủ duyên thì nó không xuất hiện. Lúc nào nó cũng có. Tức là tâm Phật vẫn có trong ta, bất kể ta là cái gì, con chó, con mèo, con rắn, con chuột cũng vẫn có cái tâm. Bằng chứng là con rắn không bao giờ nó nuốt con nó, con mèo không bao giờ nó giết con của nó, nó bắt chuột ăn chứ nó không bao giờ nó bắt mèo con nó ăn. Đức Phật dạy như thế này, duyên khởi, cái này sanh thì cái kia sanh. Nếu cái này không sanh thì cái kia không sanh. Tức là nếu tham sân si không còn sanh khởi nữa thì không có lý do gì để quý vị tái sanh hết. Cho nên đừng sợ tái sanh, mà sợ là mình còn có tham sân si hay không, mình có vọng tưởng điên đảo không, mình còn có phản ứng theo cảm xúc hay không. Cho nên ở đây sự sợ hãi vì những cái đồ đại phổ quát là ta sẽ tái sanh, ta sẽ làm chó làm mèo, ta sẽ làm thân nữ, ta sẽ làm thân nam, ta sẽ là như thế này, ta sẽ khổ bị cuột què, là những điều hoang tưởng. Đừng quan tâm tới nó, đừng quan tâm tới nó, mà hãy đặt cho mình một câu hỏi lớn, câu hỏi rất là lớn: ta sẽ là cái gì sau khi tái sanh? Chứ đừng sợ tái sanh chắc chắn rồi. Ta không chứng A-la-hán thì ta phải tái sanh. Nhưng mà ta sẽ là cái gì khi ta tái sanh? Ta là chó,
là mèo. Làm sao ta là chó, là mèo, là rắn, là chuột? Là những cái hành vi của ta ngay bây giờ ta đang làm, ta đang sống như thế nào để ta phải thành cái quả đó. Nó có cái tiến trình của nó. Duyên khởi. Hãy có duyên bây giờ thì cái khởi ra cái quả trong tương lai. Cứ thế mà sống an vui. Buông tham, buông sân, buông si thì A-la-hán ở trong cái áo bình thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh trong giáo pháp của Như Lai xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh hữu tình vô tình trong 10 phương pháp giới. Nguyện cho các ngài sớm tỏ ngộ được chánh pháp, buông xả sự chấp thủ, sanh về nơi cảnh lành. Nguyện cho những phước lành do sự tu tập trong giáo pháp của Như Lai giúp chúng con nhận rõ các pháp đều bất sanh bất diệt, chẳng qua tâm chúng sanh 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 diệt diệt, và tiếp tục tạo ra địa ngục và ngạ quỷ súc sanh Atula, rồi tự an vui trong những cảm giác, phản ứng nơi những cảm xúc cảm giác để rồi khổ đau vì xây dựng nên cái Gandhaba để tiếp tục đi tái sanh. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Mong cho tất cả chúng sanh, sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm chư thiên loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm